Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Tiếp tục trong video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn tham gia một chương trình Airdrop và wallet nó luôn nha các bạn. Thì trong chương trình Airdrop này mình sẽ nhận được 4 tập cần có ký hiệu là BHT của khoảng 10 đô cho dự án này nha các bạn. Thì để tham gia dự án này các bạn cần click trên phần link mô tả dưới video mình ở Telegram tab chatbot nè bạn. Bấm join Airdrop nha các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group Kinchiller cho nhiệm vụ đầu tiên này các bạn. Kênh group Kinchiller. Rồi tiếp tục nhiệm vụ thứ hai thì các bạn copy hashtag này và retweet này các bạn. Các bạn copy hashtag này nha các bạn. Để nhận 0.8 tập cần BHT nè. Trò này khá là ngon nha các bạn. Các bạn sao chép nè. Nhấp vào đây follow nè các bạn. Trên tờ Twitter nè các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi. Các bạn like nè. Các bạn chấp nhận cho tweet nha các bạn. Các bạn dán hashtag vào nè. Các bạn tweet lên nè các bạn. Chương trình Airdrop này nó chỉ dành cho 10.000 winner win thôi nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn wallet của nó nè các bạn. Các bạn bấm vào con Simber, các bạn dứt con Simber nó đi các bạn. Wallet mình làm sao nha các bạn. Rồi trên con Simber thì các bạn login vào đi các bạn. Bạn nào chưa có tài khoản thì đăng ký cái tài khoản nha bạn. Sau khi có tài khoản xong thì các bạn login vào thôi các bạn. Rồi các bạn nhấp vào, tôi không phải là người máy nha các bạn. Rồi các bạn bấm verify now nha các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình đi các bạn. Để nó yêu cầu mình gỡ thì mình gỡ nha các bạn. Chụp một bước này chưa. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên đi các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn vút cái nữa nha các bạn. Bấm bỏ đi. Đây thì bạn bấm bỏ đi nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục like nha các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Thằng các bạn đây mình coi cái chết qua các bạn sơ luôn. Nó vút lên hiện YouTube màu xanh là được rồi các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn coi bấm vào coi vút nữa nè các bạn. Trên coi vút thì các bạn bấm vào mục bot comment tìm kiếm không các bạn. Lâu quá mình cũng không có cái này nữa. Rồi các bạn bấm vào mục đồng tiền là các bạn. Mục coi vút rồi các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Phải không ta? Mà đúng gì đúng rồi các bạn. Sau này quay lại. Rồi sau đó các bạn bấm vào Discover nha các bạn. Rồi bạn lướt tra phone. Rồi dòng đầu tiên các bạn thì chỉ email address các bạn vào nha các bạn. Rồi tiếp tục con gửi địa chỉ VPNB sở Machen Bet20 dùng với chocolate của các bạn. Rồi tiếp tục các bạn submit đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Các bạn nhấp Anamata nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Bạn nhấp bằng cạnh cùng nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép liên kết là chatbot nha các bạn. Sau đó submit link retweet nè. Thì bạn mở tại Twitter tất cả bạn ra nè các bạn. Các bạn chia sẻ bài này nha các bạn. Bạn sao chép liên kết là chatbot. Rồi sau đó thì các bạn BNC update zone bấm wallet. Rồi, các bạn bấm vào copy cái link wallet nha, mình tham gia wallet luôn nha các bạn. Các bạn dán vào trình duyệt Chrome nè. Mình phải là tham gia những dán wallet thế này lắm các bạn. Nó sẽ thì chương trình wallet này nó sẽ còn 3 ngày nữa sẽ kết thúc nữa các bạn. Thì wallet của nó thì các bạn chỉ mua được maximum là 1 BNB nha các bạn cho một slot nè. Rồi thì các bạn nhấp vào một follow Twitter nè các bạn. Mình đã follow rồi. Khoan các bạn để mình ơi retweet chứ. Các bạn like nè các bạn.
thích nha các bạn. Rồi bạn tự quyết ra luôn nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm vào một quiz connect. Rồi các bạn bấm vào một tự quyết nữa các bạn, một xanh xanh vô hỏi nha các bạn. Rồi các bạn điền username tại Twitter cho các bạn nè. Còn win về nè nè tháng 9. Rồi mà bấm continue nha các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn ghi fit nha em. Quỳnh anh đi. Rồi các bạn điền địa chỉ email của các bạn vào nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ BNB Smartchain Bet20 trên YouTube Collect của các bạn nè. Rồi các bạn sao chép ra nha các bạn. Các bạn dán như đây nè. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản nha các bạn. Rồi bạn bấm sell. Login account. Rồi các bạn vào đây các bạn login account bạn. Các bạn có thể login bằng email đi các bạn. Sao kỳ vậy ta. Rồi bấm sell nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow tại Twitter nè. Tiếp tục follow tại Twitter nè. Các bạn bấm đăng test nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lại đi các bạn. Rồi các bạn bấm cho continue tiếp tục rồi các bạn. Tiếp tục visit Facebook của nó nè. Rồi xem qua thôi các bạn. Lâu vậy gì trên Facebook đâu mà bấm thích luôn đi nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi bấm continue. Rồi join tiếp kênh channel luôn nè. Rồi các bạn join xào nha các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Bấm continue. Tiếp tục join kênh group nữa nè. Chắc kênh group nó mình cho thổi quá. Rồi. Mà bấm continue nha các bạn. Tiếp tục visit website của nó nè. Xem qua website của nó nè. Đây là dự án ha. Wallist. Outlist. Rồi các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Rồi các bạn bấm continue. Rồi sau đó các bạn giữ lên ghép sẽ trong bè những người thân nha các bạn. Sau đó thì bạn quay lại con bot nha các bạn. Rồi các bạn bấm my health sonet nha các bạn. Nó có chút con simber không các bạn bấm my health sonet luôn nha các bạn. Rồi sau đó thì bạn gửi lên bức ảnh các bạn đã put con simber nè các bạn. Bấm vào imimi nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một tải ảnh lên nè các bạn. Từ thiết bị nè. Rồi các bạn gỡ bức ảnh lên các bạn đã ấy con Simber nè, bạn bấm chọn nha các bạn. Thank you. Rồi các bạn bấm upload nha các bạn. Rồi các bạn sao chép cái đường link này nè các bạn. Rồi các bạn gửi lên cho bot nha các bạn. Sau đó thì bấm my health sonet tiếp nè. Rồi cũng upload bức ảnh các bạn đã vút con đi si nè các bạn. Đâu bức ảnh nào đâu ta. Ta các bạn. Một vút cho Simber 2 3 4. Hồi nãy hình như mình chưa vút cái này với các bạn ơi. Vút con Simber nè. Vút cái này cái nữa. Rồi các bạn chụp màn hình nữa nha các bạn. Rồi các bạn cũng gửi lên cho bo vào cho ngày nè các bạn. Rồi các bạn cũng tải lên nha các bạn. Chọn từ thiết bị nha.
chọn nha các bạn. Rồi bấm upload nè. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi là chatbot nè. Rồi các bạn bấm vuốt coi hút nè, bấm email cho net nha các bạn. Rồi cũng gửi lên bức ảnh cho các bạn đã vuốt coi hút nè. Rồi coi vuốt nè. Hồi nãy mình chưa vuốt này nè, các bạn bấm bây giờ mũi tên vuốt nha các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lại giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn gửi lên cho bot nè. Sorry các bạn gửi vào cái imimi nè. Chọn từ thiết bị nè. Tạp. Chọn nè. Rồi các bạn bấm upload nha các bạn. Rồi các bạn sao chép nè. Đây là chatbot nè. Rồi hỏi có bấm coi vuốt không, bấm may hay sao nét nè. Rồi tiếp tục thì các bạn cũng gửi bức ảnh coi vuốt nha các bạn. Vào đây nè. Rồi các bạn gửi bức ảnh coi vuốt hồi nãy các bạn đã vuốt nha các bạn. Coi vuốt. Vô imimi nè. Nãy không biết mình có vuốt không ta. Coi vuốt nào đâu. Phải này không ta. Ừ. Đúng rồi. Các bạn bấm upload lên nha bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết gọi là chatbot. Để mình xem bức ảnh có phải không các bạn. Đúng rồi, coi vuốt đúng rồi. Rồi sau đó các bạn bấm vào menu nha các bạn. Bấm My Balance đi chết số cần. Ok, mình đã nhận được 10 tập cần BHP nè. Còn gì lên ghép chia sẻ trong bè những cái thằng đó kia tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.